gỏi cuốn. Em này khéo tay quá. Chị nữa làm nhà, làm nấu, chị nữa nấu ăn gì giờ? Nữa là sẽ nấu ăn cho vợ. Quá khéo tay. Đây là thịt, thịt luộc. Thì bún nè, xong rồi cái rau hẹ, dưa leo. Đây, rồi cho các bạn gần cảnh như bạn xem gỏi cuốn. Xong một cuốn, một cuốn thứ ba. Cái này thấy như gì đây, nhiêu đây mình gói cũng nhiều ha vậy. Dạ. Gì gói luôn, cuốn cà. Có cuốn nè, vô xem. Cắt cho mình hai không? Mà cắt cho mình hai chưa? Chắc hồi cắt cho mình hai. Ừ. Cắt chưa? Rồi, vô hồi lấy hai cái đũa chở xào luôn á. Rồi bây giờ bắt đầu cuốn thứ ba. Nó chạy thẳng qua vậy. Con thứ hai sẽ gấp ra cho thao nữa. Hồi con thứ hai này nãy là quay cho mấy bạn xem mà nó vàng. Vàng đứng nóng quá. Em nóng chứ anh nóng đâu. Không, anh nóng là nóng là nóng lòng muốn ăn. Cái mày bỏ lại. Nó thiếu cháo luôn. Ăn cháo lỏng luôn á. Hai con. Sơm sơm nữa nó nghe. Đúng rồi. Đúng rồi con. Chỗ luôn rồi. Đây là ngoài cho công đoạn xé đi. Rồi, tới công đoạn là phanh thay. Nói ớn rồi. Ui. Quá trời. Quá em ơi. Rồi nặng dữ vậy ta. Ý bật cái bàn ra. Cái bàn ra để anh nào tới công đoạn là xé phanh thay nó ra. Đó. Cho ngủ đi xé. Còn tắt không? Còn chưa rồi. Lấy gì cho ngủ? Hỏi quán của cha anh. Dạ. Nói đi mua em ơi, đợi xíu. Để mai đợi về, có rồi, không có rồi. Đây, để cho gì nó nêm nếm này chứ đi gì. Rồi sao? Bữa nay 8 giờ gì vậy đó. Vậy. Này là ai ra tay? Còn nóng lắm mới vớt mà. Nóng. Có con vớt nãy giờ đó. Con vớt trước á. À. Đưa tay cái đi. Rồi bây giờ mít tôi đang rồi. Ra tay. À, kỷ niệm 3 năm tình bạn phút ngày. Kiếm cớ đi ăn nhậu à.
Rồi, tôi vô ạ. Tôi lấy cái này được rồi, bẻ thì bên đây đi, cầm đi rồi là tôi đi vô đó. Ai làm gì làm đi. Đóng cửa phòng luôn nghe. Thế còn nín, còn phải, nín. Còn nín, không phải nín miếng, nín không, không, không sao. Không sao đâu. Coi chừng con gà tao cắt nữa. Phải đúng không? Có sao đâu, chín rồi. Có sao? Ừ á. Chín rồi, chín rồi, coi vậy chứ. Hồi nãy bị ấy. Đây đây, vô nhúng rồi. Rồi, nhúng rồi cái đi. Một cho tất cả chưa? Dạ. Một cho tất cả chưa? Đó. Tôi nghi ngờ lắm. Rồi. Chẳng còn bên phòng bên còn một miếng. Đây là miếng gì? Em nè, em nè. Em nè. Để hồi trộn gà vô phải không? Quá trời đẹp luôn trời. Sao mà nó lên ảnh nó đẹp như vậy? Mẹ đi nghi ngờ lắm nha. Ôi nó đỏ đỏ. Cái này chỉ hốt có một nắm chút xíu thôi à. Phứa luôn á nhìn kìa. Thì ấy, sao rồi đi ướt chân rồi, này bỏ lại đi, chưa chín á. Xé xé miếng lớn lớn cái mình bỏ vô lại cái nữa hả? Mấy kéo kè nhấp đi rồi bỏ vô lại từ miếng á. Nè nhìn đây nó không nhấp như lớp dưới cho người thấy nè. Rồi. Thôi trời, bên kia. Châu. Nồi bên kia. Thôi lại là nồi này cái nồi đi, tôi đây tôi niêm nồi này bơi. Đúng rồi, bỏ vô nó vì nó gọn là chín rồi. Ê. Thấy ơi. Như kêu làm đi rồi vậy nó ăn kìa. Mẹ. Nó ăn hai rồi. Hay đó cậu. Quá wow, nói chung là quá vui rồi. Đó. Cái gà đục đục rồi nè. Thôi đem vô đi hồi hết. Để lại ta cả lên liễu khí lên ngạn lên nằm cái bị chiến. Mà cái này là mình ấy chưa? Biết bánh còn nhẹ không? Biết vườn ra mấy ta mua thêm. Không có đủ chứ cái đó không có đủ. Tôi không hỏi cái này nè. Không. Trời ơi như ra được rồi. Mà thẻ thì tao mua thêm cái trời. Để thiếu ăn đó. Ở ấy con dĩa hả? Trời, sắc cho ngoài em lại cơ. Dịch dưới dịch dưới kìa. Dịch lớp dưới đây kìa mà thôi. Thôi, để chút xíu đi. Chứ giờ nó dưới cái là. Nó trong nữa tao ban hết hoài à. Đây nó trong nó đụng rồi. Giờ. Đó, trời, dọn cỡ đi, bắt băng lại. Đi ăn, đi ăn, đi ăn. Đi về phải cầu bữa nay mới đi được. Hey, bạn có quyền đi nhưng bạn không có quyền để có quyền để tiền lại nhưng bạn có quyền đi. Anh đi sẽ đi. Còn ư, chưa ấy đó. Còn à, nóng không? Nóng. Nóng còn này ấy sao nè. Anh vô xếp cái đùi thử đi. Bốn cái. Gì đó, gì mới kêu đó. Rồi vô thăm gói cuốn. 2, 4, 6, 8, 10 cuốn này. Thịt. Mới nhập cục đá rồi. Dẫn nhà ra đi, dẫn nhà chị vô. Dẫn nhà chị đi mấy. Đừng hết xăng rồi. Em xăng rồi chẳng đâu. Tiền, có tiền. Thùng nước đá hay gì? Mới con gà chưa trả tiền cho nó, nghĩ còn tiền không? Hả? Mày nghĩ thằng Duy vừa đã ra hả? Tỷ phú luôn đây vậy. Hai cua cây đỏ, bán chừng 5 trái chanh. Giá thằng này giá. Đừng quá có giận dữ à.
Rồi mày giúp lấy cái hai nhà giá, giữ nước đá đi. Giữ nước đá. Mày mua ký nữ thôi. Mua mày cũng tiết kiệm nữa trời. Cái nồi cháo bên đây là ngọt dữ lắm nè. Cháo này là cái con gà bên đây là như mập hơn gà bển này vậy. Nó vàng hơn. Với lại bây giờ mình luộc lại cái vậy. Một con này hai cái nồi rồi. Rồi. Hai con này trong một cái nồi này luôn. Vô con. Chết rồi, hồi nãy giờ vớt cái ra chưa? Này hồi nó gã. Nó chín rồi. Quá vàng. Rồi. Em xử cái này. Ông Thông tay sạch. Cho lên. Được. Ôi. Xem kinh nghiệm ăn cháo ăn cái này nó đặt thấy lỏng vậy. Lỏng sạch chưa? Ừ. Rồi nêm đi. Vớt cho hết chưa? Chưa. Vớt cho hết mới làm được. Cái này chút xíu mình xé nè, mình xé cái mình bỏ qua đó luôn phải không? Xé mình trộn luôn hay bạn. Để cái gà mình trộn này xong rồi để lên nè. À vậy hả, chứ không có trộn chung chắc, như. Chắc em nghĩ là nếu mà chắc họ xé gà bỏ vô trộn chung luôn. À trộn chung thì nó là nó mới thấm im lắm á. Rồi xé xong rồi bỏ vô chung luôn. Đi chi có bánh coi kinh nghiệm ăn cháo. Lòng lỏng xíu được. Chưa. Cho nguội. Rồi xong rồi nè. Phải nói là nó dạ vô nhìn cái nó đẹp. Nhìn đẹp chứ. Đẹp ghê thì ghê. Hai con này 180 hả? Rẻ. Cũng rẻ chứ đâu mất. 18. Có khoảng 20 ngàn. Nhiêu đấy 20 ngàn đấy. Mẹ lấy xé rồi ba dĩa đi. Ngồi đợi hình cho dài đừng gom cụm nữa. Cụm là không chung tôi đủ chỗ ngồi nữa. Gọng gọng uống rượu cho dễ. Ngập chú qua thấy xe bằng tròn gì chưa chân tới nữa hả? Chưa chân tới nó dài chiền hơi sai chứ nó câu giờ được chút. Không có chiền để là cái tới nào nó bóp. Cộng ai chẳng hãy cây hai đầu đi rút. Có nhu cầu nữa. Chín rồi. Em sợ lắm. 16. Y chơi. Y. Có cái muỗng gì trong này nữa nè. Để muỗng cho đựng cái dính đít đó. Đó là nghệ thuật đó. Trời ơi, dẫn ngoài. Nghệ thuật nữa hả? À, có nhiều đó, nghề có nhiều đó. Đây các bạn, đây có một cái nghệ thuật nữa. Tôi giới thiệu luôn nè. Đây trong này là tôi xào xào lên nè. Dạ. Nóng quá. Xào xào lên là tôi phát hiện ra trong này nó có một cái muỗng. Mà để đầu bếp trưởng là nó để cái muỗng trong này là nó sẽ không có cháo, nó không bị dính cái nồi. Hoài ý đây nè, có cái muỗng nè. Nè có cái muỗng nè, thấy không? Muỗng để bên đây là cái